Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý 3 bài tập về phương trình mũ và phương trình logarit, chủ yếu sử dụng kỹ thuật CASO vào giải quyết. Chúng ta đi vào câu số 23. Yêu cầu tính giá trị biểu thức 4 mũ 1 trên 2 nhân 3 nhân 4 mũ 1 trên 3 nhân 4 nhân 4 mũ 1 trên 4 nhân 5 và nhân tới 4 mũ 1 trên cho 25 nhân 26. Ở đây, nếu chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta cũng có thể tính lần lượt. Nhưng khi người ta tăng cái giá trị lên, tức là 1 chia cho 49 nhân 50 chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ bấm mất rất nhiều thời gian. Thì chúng ta có thể giải quyết như sau. Ở đây tích cùng cơ số, như vậy chúng ta sẽ cộng số mũ lại. Tới đây có hai hướng để giải quyết. Cách thứ nhất, nếu chúng ta để ý 1 trên cho 2 nhân 3 nó sẽ bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Tương tự ở phía sau, 1 chia cho 3 nhân 4 nó chính là 1 phần 3 trừ cho 1 phần 4. Và cuối cùng nó chính là 1 trên cho 25 trừ 1 chia cho 26. Thì ở đây, sau khi rút gọn thì chúng ta còn lại là 1 phần 2 trừ 1 phần 26. Sáu phần 13. Thì ở đây 4 là 2 mũ 2, như vậy đáp án là đáp án C. Còn cách thứ hai, nếu chúng ta không có xác định được cái số mũ là 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng tiếp như thế này, thì chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng CASO như sau. Chúng ta thấy rằng cái số mũ nó chính là tổng có dạng 1 chia cho x nhân cho x cộng 1 với giá trị của x của chúng ta, nó sẽ chạy từ 2 đến 25. 6 trên cho 13. Bằng 2 mũ 12 chia cho 13. Khi sử dụng máy tính CASO, nó có một lợi là một cái số bài chúng ta không thể nào phân tích được như thế này. Nhưng mà chúng ta dựa vào số hàng tổng quát thì khi đó hoàn toàn chúng ta có thể tính tổng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta qua câu 24. Thì các bạn có thể là dừng video lại và chúng ta tính toán thử câu 24 và câu 25. Sau đó chúng ta so sánh đáp số. Câu 24 này hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng CASO để chúng ta tính. Nhưng mà câu số 24 chúng ta có thể tính nhanh bằng cách chúng ta sử dụng công thức logarit cơ số A của B
nhân tiếp logarit cơ số b của c thì nó sẽ ra logarit cơ số a của c. Tương tự như công thức trên, chúng ta cũng có là lô bc nhân cho lô ab thì bb rút gọn còn lại là lô ec. Thì câu 24 chúng ta thấy ngay ở đây là lô b2 nhân cho lô 43, bb rút gọn thì còn lại là lô 42. Chúng ta tiếp tục lô 42, 44 rút gọn thì chúng ta còn là lô 5, 52. Thì chúng ta cứ tiếp tục điều đó thì câu số 24 này nó sẽ còn lại là lô B22. Đáp số là 1/5. Chúng ta có ngay câu B. Cách số 2, các bạn có thể là suy nghĩ thêm câu số 24 này, nếu chúng ta đưa về dạng tổng và chúng ta sử dụng sigma chúng ta tính thì chúng ta sẽ tính như thế nào. Chúng ta qua câu 25, biết x bình cộng 4y bình bằng 5x nhân y với x dương y dương, yêu cầu tính giá trị biểu thức m. Chúng ta có hai cách để chúng ta xử lý. Cách thứ nhất là nếu chúng ta làm theo kiểu tự luận thông thường thì chúng ta làm như thế nào, và cách số 2 chúng ta sử dụng Casio. Và bài như thế này đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng Casio, chúng ta xử lý sẽ nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng yêu cầu tính giá trị biểu thức m thì cái giá trị biểu thức m này nó sẽ không phụ thuộc vào xi, chỉ cần giá trị xi thỏa mãn đẳng thức x bình cộng 4y bình bằng 5x nhân y thì khi đó đương nhiên giá trị m chúng ta tính ra nó sẽ có một giá trị duy nhất. Vì lý do đó chúng ta sẽ chọn xi thỏa mãn x bình cộng 4y bình bằng 5xi. Chúng ta cho y bằng 1 thì khi đó chúng ta tính x, chúng ta giải phương trình bậc 2 từ x, 1, 5, 3 với các hệ số là 1. Chúng ta chuyển qua vế trái là trừ 5, 4. Chúng ta có được là x bằng 4 hoặc là x bằng 1. Như vậy khi nào chúng ta có chọn y bằng 1 thì như vậy chúng ta có được hai cặp là 4, 1 hoặc là 1, 1. Dù giá trị chúng ta chọn là 41 hay 11 thì m cũng sẽ không đổi. Chúng ta tính toán thử. Hai cộng lô bx cộng lô by chia cho lô b của x cộng 2y. Chúng ta gọi thử khi nãy là x bằng 4, y bằng 1. Chúng ta có được ngay giá trị m bằng 2. Chúng ta gọi thử x bằng 1, y bằng 1. Cũng một đối số m bằng 2. Vì khi x, y chỉ cần thỏa mãn đẳng thức đề bài thì giá trị m nó sẽ tính ra cho chúng ta một giá trị duy nhất. Còn nếu chúng ta làm tự luận thông thường thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? M nó sẽ bằng 2 cộng cho lô b x x y ở phía dưới này, lô b của x cộng 2 y. Giả thiết cho x bình cộng 4y bình bằng 5xy, đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng
Ở đây chúng ta có mối quan hệ của x cộng 2y với lại x bình cộng cho 4y bình. Thì rõ ràng x cộng cho 2y tất cả bình nó sẽ bằng là x bình cộng cho 4y bình cộng cho 4xy. X bình cộng y bình bằng 5xy, như vậy ở đây là bằng 9xy. Thì từ đây chúng ta suy ra được x cộng cho 2y nó sẽ bằng 3 lần căn xy. Chúng ta thay vào biểu thức 2 cộng cho lô 3 của xy. Ở phía dưới này, lô 3 của 3 nhân cho căn xy. Rõ ràng tử gấp 2 lần mẫu như vậy đáp số nó sẽ bằng 2. Và chúng ta sử dụng Casio, chúng ta giải quyết câu này khá nhanh chóng, nhanh hơn là chúng ta sẽ sử dụng từ luận như thế này. Thì như vậy là qua 3 bài tập này thì chúng ta cũng thấy rằng là Casio giúp chúng ta khá nhiều. Nhưng chúng ta sử dụng Casio một cách hợp lý chứ không phải Casio là tất cả. Ví dụ như câu 24 chúng ta làm từ luận khá nhanh, thì cái bài tiếp theo thầy sẽ giới thiệu một số bài tập là chúng ta chỉ nên làm theo kiểu từ luận. Bởi vì những bài tập như thế này chúng ta làm từ luận khá nhanh và khi chúng ta sử dụng Casio thì lại mắc sai lầm. Không phải là tất cả nhưng một số bài tập chúng ta sử dụng Casio đôi khi nó mất rất nhiều thời gian, mà một số bài tập chúng ta lại là dễ bị sai lầm. Thì như vậy là chúng ta sẽ gặp lại ở video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.